À, sau đây em test sản phẩm là 250T, thì 250T thì nó có biến thể nâng cấp một tí tí là 250TX, thì nghe nó không khác nhiều đâu các. Nếu các bác đang xài 250T thì chúng ta lên thẳng luôn cái con 450T chứ đừng có lên 250TX nha các, tại vì nghe 250TX thì nó na ná nhờ, không khác gì hết, chỉ là khác cái logo các bác có tự cảm nhận nghe thôi chứ còn nó không khác gì hết nha các bác. Thì công suất cũng như là âm âm sắc thì nó 9,5 với 10 thôi. Nếu mà lên thì chúng ta lên luôn con 450T và 250TX thì giờ giá nó cũng cũng gần bằng con 450T rồi, trên nhau 1,5 triệu đấy. Thì nếu nếu đã xài 250T rồi thì lên thẳng con 450T nha, hoặc là để con này nghe cũng rất là hay. 250T chơi những dòng AR Bass 25 hoặc những dòng loa cổ Bass 25 rất là tuyệt vời. Và đây là em gửi cho anh Khoa ở Hà Nội nha, bác lấy con 250T và ba cái lọc nguồn, hai cây tem pin BA800 cao cấp nhất của tem pin này Pháp này, 4,5 triệu một cái nha bác. Và đây là con TB2000 ở phân khúc bình 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 dân, đó là 2,2 triệu. Hai em này đều trang bị là 4 ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ chống cháy này và 6 ổ cắm thông dụng này, nhưng mà tem pin thì nó sẽ cao cấp hơn. Con này là 4,5 triệu nha các bác, 4,5 triệu nha. Còn em này Trung Quốc dân rồi, em này con này anh em chơi rất là nhiều, 2,2 triệu nha các bác, con TB2000. Những cái model này đều có màu trắng và màu đen nha các bác. Nó sử dụng 4 cầu điện nha, sử dụng 4 cầu điện. Các bác cắm 100V thì nó lọc điện ra 100V, cắm 220 thì nó sẽ lọc điện 220 nha. Đây là lọc lọc nguồn nha các bác, lọc nguồn kim luôn, ổ cắm cao cấp để các bác sử dụng nha và bố trí trưng bày nha. Rồi em lên đèn đến 120V. Bác nào có nhu cầu cứ alo cho qua số điện thoại này nha. Chào hẹn gặp lại các bác nha. Các bác nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký ở góc trái màn hình để luôn được cập nhật những video mới nhất, hàng về, hàng lên đường và hàng thông báo sản phẩm để các bác cùng có thể tham khảo nha.